người làm, mặt thì có người đánh đánh tay trang điểm, đánh make up luôn. Ừ. Bữa xanh bữa đỏ. Răng thì có lúc đều lúc không. Không, răng đó tự nhiên nó nhọn nhọn, tại vì hả, cả tất mà ăn không đó răng tự nhiên nhọn ra luôn. Chán thiệt, bị đánh. Anh Chí Đình ơi, em dù nghe mang máng đâu mà anh tặng quà cho em rửa, mà nãy giờ em chưa có thấy. Hình như nãy em nghe nói anh định tặng gì cho em phải không anh? Vậy sao khúc này anh im lặng, người ta khúc này mạng lắc gì ta? Khó thiệt. Này quen quá hả? Thương yêu gì tầm này một đứa hả? Con ghẻ bi gòn như em hai mà thương. Ai mà yêu gì? Em ảo quá à. Em ảo quá. Ảo gì anh? Ảo gì? Cái bản mặt em ảo hay là tính em ảo? Nãy nói nhiều tặng. Nói nhiều tặng. Ồ. Nãy nói nhiều tặng. Cái đó là tặng rác mà. Anh ơi, em nói là cái đó là em đang nói trong mơ, giấc mơ của em, chứ em không có nói mạng mất hả? Thôi mấy anh bỏ vụ mạng mất đi, em mới đóng wifi nhà. Mạng đâu mà lắc giờ này. Buồn mấy anh thiệt. Ngày xưa